Chào các bạn, mình là Kuka và hôm nay mình sẽ bàn một chủ đề hết sức thú vị, đó là ba điểm yếu lớn nhất của loài người và việc vận dụng ba điểm yếu này giúp chúng ta ít bị lừa dối và lợi dụng hơn trong cuộc sống. Ở trong xã hội thì ngày nay có một số người rất là thông minh và họ biết được những điểm yếu này của chúng ta và họ dễ dàng kiếm tiền dựa vào nó một cách bất chính. Và ví dụ điển hình ở đây mình muốn đề cập đến đó là mô hình bán hàng đa cấp biến tướng. Ở đây thì mình dùng từ biến tướng bởi vì mô hình đa cấp vốn không phải là mô hình xấu, nhưng khi về Việt Nam thì cái mô hình này đã vô tình trở thành một mô hình lừa đảo, trá hình. Và cái mô hình này thì rất là biết lợi dụng những điểm yếu của con người. Vậy ba điểm yếu đó là gì? Ba điểm yếu đó là gì? Mình sẽ trình bày nó ngay bây giờ. Và các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha. À, các bạn đừng quên là ở cuối video mình sẽ có một bài về đúc kết về ba điểm yếu này. Và đồng thời mình sẽ bàn về cách làm sao để khắc phục các điểm yếu này, cách để biến những điểm yếu này thành lợi thế. Và đương nhiên rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Điểm yếu đầu tiên mà mình nhắc tới đó là điểm yếu về tình cảm hay là yếu tố cảm xúc. Loài người là một sinh vật bậc cao vượt ra hẳn mọi giống loài khác và tình cảm của con người luôn phát triển tới một tầm cao mới. Các bạn hãy nghe câu như thế này nè: chọn con tim hay lắng nghe theo lý trí. Theo các bạn thì cái gì sẽ chiến thắng, con tim hay lý trí? Khi mà phải chọn giữa đúng hoặc là sai và một yếu tố nào đó mang tính cảm xúc mãnh liệt thì chắc chắn rồi, yếu tố con tim sẽ chiếm tới 9% là chiến thắng. Mình ví dụ như thế này nha. Bạn đã bao giờ yêu xa ai đó chưa? Khi mà lúc khoảng 4 giờ sáng đi thì người yêu nhắn tin với bạn rằng là hoặc là gọi cho bạn là em mệt quá, em đang bị sốt, em nhớ anh quá chẳng hạn, thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ bật dậy ngay, rời ra khỏi giường, xách hành lý và chạy ra bến xe. Các bạn sẵn sàng đứt học ngay một tiết hoặc một buổi. Các bạn sẵn sàng trốn công việc trong một ngày dù biết rằng kết quả sau đó có thể bị kiểm điểm rất là nặng. Và con tim thì đa phần luôn chiến thắng lý trí các bạn ạ. Và bọn lừa đảo thì rất biết lợi dụng yếu tố này. Con người có xu hướng á, thường là thương những người mà kém may mắn hơn mình và những người thương những người mà đã hy sinh vì chúng ta. Vì vậy, bọn lừa đảo sẽ đánh vào yếu tố đó. Chúng giả dạng những người hành khất chẳng hạn, những người bị thương tật, hoặc là chúng lợi dụng những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ nhỏ, cha mặc đồ cũ rách, đen nhẻm để đi ăn xin. Còn bọn đa cấp thì sao? Bọn đa cấp nó ở một trình độ cao hơn nhiều. Chúng biết khơi dậy tình yêu của chúng ta đối với cha mẹ, anh chị để chúng lợi dụng. Cứ mỗi ngày trôi đi, cha mẹ của anh chị lại già yếu thêm một chút. Hôm nay anh chị không làm giàu được thì đợi khi nào? Đừng để đến lúc anh chị trở nên giàu có thì ba mẹ đã không còn đi nữa. Đó, chúng sẽ dùng những cái ngôn từ như vậy để đánh vào cảm xúc mãnh liệt của chúng ta và chúng dễ dàng lấy đi lý trí của chúng ta. Như vậy làm sao để biến cái điểm yếu này thành lợi thế? Mời các bạn xem cuối video nha. Tiếp theo mình sẽ nói về lòng tham. Đó cũng là một điểm yếu của con người. Con người chúng ta thì chắc chắn ai cũng sẽ có lòng tham. Và cuộc sống trong cuộc sống bon chen này phải tìm kế sinh nhai, phải kiếm tiền, tìm kiếm danh vọng hoặc là tìm kiếm tình yêu. Lòng tham ấy sẽ kích động tâm trí của chúng ta, khiến chúng ta bị khổ và không hài lòng với những gì mình đang có. Như vậy thì cái lòng tham này bị lợi dụng như thế nào? Thì bọn đa cấp này sẽ vẽ ra các viễn cảnh kiếm 100 triệu một tháng, thì chỉ cần những bạn tìm được những người cấp dưới thì sau một thời gian chúng ta chả cần làm gì hết, tiền vẫn cứ về đều đều nhờ cấp dưới chúng ta vẫn bán hàng đều đặn. Và sinh viên thì nghe nghe thì làm sao mà không thích được, kiếm hàng triệu đồng mỗi tháng ai cũng mê tít cả. Và lại có những viễn cảnh rất là tươi đẹp như là gì, xe đẹp nè, xe sang nè, có tiền gửi về cho bố mẹ nè, đi hội thảo khắp nơi, cuộc sống toàn là màu hồng. Và như thế là chúng ta dễ dàng bị sập bẫy. Con người á, mà khi tham lam thì sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn và sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có, những gì đang quý giá để sở hữu những thứ quý giá hơn. Và sự tham lam mù quáng đó sẽ khiến cho con người chúng ta phải trả giá đắt hơn mới hiểu ra được rằng những thứ quý giá nó lại thường là nằm ở bên cạnh chúng ta mà chẳng phải đi tìm đâu xa cả. Như vậy, biến lòng tham thành sức mạnh như thế nào? Mời các bạn lại xem phần cuối của video nhé. Tiếp theo mình muốn nói tới một vấn đề, đó là
Điểm yếu thứ ba của người đó là cái tôi cá nhân hay là bản ngã. Thì cái tôi cá nhân á, là một điểm yếu chết người của hầu như tất cả mọi người. Vấn đề mà về cái tôi hay về bản ngã thì có nói cả ngày cũng hết. Tuy nhiên, mình xin nói một phần nhỏ trong vấn đề này thôi. Chúng ta luôn có xu hướng muốn mình hơn những người xung quanh mình, những người bạn của mình. Đôi khi đó là sự đố kỵ hay ganh ghét với họ, ganh tị với họ. Và điều này thì khiến cho chúng ta vô tình khoác lên người một cái vỏ bọc để tạo nên một diện mạo có vẻ hơn những người khác. Và để duy trì cái diện mạo giả tạo này á, thì khiến chúng ta nghèo hơn và đau khổ hơn. Thì bọn lừa đảo rất biết lợi dụng yếu tố này. Thì đầu tiên chúng sẽ ve vuốt cái tôi của bạn, khen là bạn xinh đẹp nè, bạn ăn nói có duyên, và hứa hẹn với bạn rằng là sẽ giúp bạn tiến xa hơn một bậc, từ khiến bạn bè ganh tị cho tới việc khiến cho bạn bè ngưỡng mộ hoặc là thần tượng bạn luôn. Và việc khoác lên một chiếc áo vest đi dự dự các bữa tiệc, các hội hội nghị, và lúc đó bạn cảm giác cái tôi của mình được ve vuốt và mất đi khả năng chống cự, bị đưa vào trò lừa đảo. Như vậy, ba điểm yếu lớn của con người là gì? Đó là tình cảm, lòng tham và cái tôi cá nhân. Nhận thức được điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chạy trốn nó, mà biến nó thành sức mạnh. Chúng ta không thể chống cự lại thiên nhiên, vì vậy đóng băng tâm hồn là một cách sai lầm. Và chúng ta trên đời suy cho cùng, cuối cùng là chúng ta mong muốn làm mọi thứ đều để đạt được hạnh phúc bền vững. Vì vậy không thể nào chúng ta bỏ đi yếu tố cảm xúc được. Bỏ đi lòng tham á, thì lấy đâu ra động lực để đi tiến lên phía trước? Bỏ đi cái tôi thì lấy đâu để khẳng định bản thân và tiến xa hơn trên con đường trở nên vĩ đại? Một trong những hạnh phúc lớn nhất của con người á, đó là phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Vậy điều gì để khiến chúng ta biến điểm yếu đó thành sức mạnh? Đó chính là trí tuệ. Ta phải học các vị nhân, những tinh hoa trong sách thật là nhiều, và để chúng ta có một cái nhìn đa chiều. Và sau đó thì chúng ta tổng kết lại những trí tuệ đó cho bản thân. Một khi sự hiểu biết đúng đắn thì cảm xúc sẽ hoạt động hiệu quả, lòng tham sẽ giảm đi, và khi nào ta biết là đủ, cái tôi sẽ giảm xuống để bạn biết mình là một gánh mảnh ghép trong thế giới này, và cuối cùng bạn sẽ được sự hạnh phúc bền vững. Con người cần đi theo một quá trình. Bạn đừng cố dẹp bỏ cảm xúc khi bạn chưa hiểu về nó. Bạn đừng cố loại bỏ lòng tham của mình khi chưa thật sự tham lam. Bạn đừng vội bỏ qua cái tôi khi bạn chưa trải nghiệm thế nào là sóng gió cuộc đời. Mình rất thích ba yếu tố này mà thầy Trần Việt Quân dạy, đó chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Việc rèn luyện ba yếu tố này tốt á, thì chả còn một điểm yếu nào nữa. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Mình là Cú Ca, nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.